Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các toán tử gán. Thì trong Java có một số toán tử gán phổ biến như sau đây. Đầu tiên là lệnh gán với một cái giá trị gì đấy, ví dụ như A bằng B cộng C chẳng hạn, toán tử bằng. Toán tử cộng và bằng như thế này thì có nghĩa là giả sử như A cộng bằng B chẳng hạn thì nó sẽ tương đương với A bằng A cộng B. Trừ bằng, ví dụ như A trừ bằng B chẳng hạn thì nó sẽ tương đương với A bằng A trừ B. Toán tử nhân bằng chẳng hạn, sao bằng đây chẳng hạn thì A nhân bằng B chẳng hạn, nó sẽ tương đương với A bằng A nhân B. Toán tử chia, A chia cho bằng B chẳng hạn thì tương đương với A bằng A chia B. Toán tử mô đun thì cũng tương tự như vậy, A mô đun với lại bằng B chẳng hạn thì tương đương với A bằng với A mô đun B. Thì các toán tử này là cách viết gọn của những cái biểu thức dài hơn đằng sau này. Ví dụ như thay vì viết A bằng A cộng B chẳng hạn, chúng ta chỉ cần viết A cộng bằng B. Thì đây là những cái dạng viết ngắn gọn của những biểu thức đó.